Hello quý vị và các bạn nha. Buổi chiều hôm nay thì mình hàng nhiều bác dặn mãi, bây giờ hôm nay chiều được vừa về. Về cái là phải bóc hàng ra, kiểm tra rồi thế quay video cho bác luôn. Thì trong đây là những cái vòng côn loa. Đó các bạn nha. Cái vòng côn loa. Đây một thùng. Để đặt cái này nó phải hơn tháng mới có hàng chứ không phải là có sẵn có nha. Đó. Tất cả hàng đã về rồi. 20 đuôi thôi, không có nhiều đâu các bác. Thì những cái côn này là nắp vừa tất cả cho những cái dòng loa đầu 838, 835, 825, 805, 802 là đều hết nhé. Đó. Dây nhôm dẹt từ bên kia. Đó, đây thì mình lấy luôn cái cụ phễu chép của loa 938 này. Đấy. Đặt vào cho các bác xem. Đó. Đây là loa này, là loa của 938 đấy nhá. Loa chép của 938 này. Đấy, mày đặt vòng côn vào lái là nó thọt ngay. Đấy, đồ là thứ đấy, đặt cái là thọt thôi. Đó các bác nhá. Vin vin luôn. Đấy. Đây này, mã này nó này. 44.4 này. Đặt cái là vừa vin vin luôn. Đấy các bác. Họp lõm luôn. Đấy. Các bác về thì bảo thợ là dán vào cái màng loa của mình thôi, và đặt vào là ok. Đấy. Rất nhiều bác là chết những chép này mà lại không mua được, mà cuốn thì không ra gì, bác cuốn thì không là hay được nhá. Phiên trước nó về 30 cặp đấy, về hai lần rồi hết tất rồi, tại vì về các bác dặn hết trả kho thời gian để quay. Lần này nó vừa về hơn tháng ấy, tháng gần tháng rồi đấy, gần 2 tháng rồi thì mới về được có 20 đôi thôi. Bác nào có nhu cầu lấy cái vòng côn loa này thì liên hệ với bên em. Loa 802, 805, 835, 935, 838 đều vừa hết đấy. 938, 935 đấy, hay là những cái loa như là 4725, 4735A, 4735X đều vừa hết các bác nhá. Đấy, những vòng côn lắp đều vừa hết. Nó lắp cho những cái củ loa, mã số của loa là 2416 này, 2417 này, 2418 này, 2425 này, 2426 này. Đấy, đều vừa hết các bác nhá. Đây là mã số của loa. Đều vừa hết. Như loa 4735X thì vẫn vừa này, 4735A vẫn vừa này. Đấy, 938 này. Rồi là 935, 925, 902, 905. Nói chung là đều là vừa. Nếu côn 44 của VB là đặt vừa in. Tại vì em bán rất nhiều các bác rồi, hầu như là chất âm thì tuyệt vời luôn, không phải nghĩ ngợi gì cả. Tại vì em bán được mấy chục đôi rồi. Về được hai chuyến bán mấy chục đôi rồi. Đây nó vừa về này. Vừa tháo ra xong rồi. Có 20 đôi thôi, bác nào lấy thì liên hệ sớm với bên em. Giá thì là 500.000 một cặp. Tức là 500.000 là hai vòng rồi nhé. Là hai hộp này, là mỗi hộp một vòng 500 một đôi. Đấy. Là không bao ship đâu. Tại vì cái đồ này nó chả đáng bao ship đâu. Nhưng mà bên em thì không bán bao ship. Cái này nó ít quá, không bán bao ship. Đấy. Bác nào có nhu cầu mua thì liên hệ sớm với bên em. Cũng có 20 đôi thôi, không có nhiều đâu ạ. Đó. 500.000 là không bao ship, bán tại cửa hàng nhá. Ship cho các bác ship ngay, các bác thì hết 2-3.000 tiền ship thôi, không đáng bao nhiêu cả. Tất cả những các bác đã dùng rồi, dùng sản phẩm của bên Tiến Mimi rồi, là biết chất lượng rồi. Quá tuyệt vời luôn, nhiều bác bảo hay lắm đấy Thu Tiến ạ. Tại vì là đa số là các bác đi quấn á, thì nghe nó kêu nó bé, nó không có kêu to mà tiếng không hay. Tiếng nó ngạt, nó chẹt ra, chứ nó không có sáng tiếng hay là nó mịn tiếng. Thì bên đây nó vẫn là dây nhôm vẹt các nhá, dây nhôm vẹt y chang như của thằng xịn luôn. Đấy, đây là hàng mới đây. Ví dụ như cái côn này là côn của 938 này các bác này. Đấy, em đang tháo ra đây. Đấy. Đây. Đây là côn loa của 938 này. Đấy. Côn loa này. Đấy. Đây em đặt chiếc vòng mới vào nha, để cho bác em so sánh nhé. Đây ạ. Đây là chiếc vòng mới này. Đó.
và chiếc vòng nguyên bản. Đó. Thì thế này cho các bác xem nó dễ hơn. Thì cái vòng nguyên bản á thì là nó đã chạy được thời gian rồi, nó nóng nên là nó đã ngả sang màu cũng coi là hơi hung vàng vàng rồi. Chứ nó không còn màu đỏ rồi, chứ không còn màu vàng xanh như lúc mới nữa. Coi nha. Đấy. Khi chạy quá trình chạy lâu nó nóng á, là cái dây đồng này nó đã ngả màu rồi này. Còn đây cái khuôn mới này là chưa có một chưa dùng này thì nó sẽ vàng xanh biếc này chứ không đỏ nữa. Đấy. Đây các bác này. Ở đây các bác về cái đặt cái mà vừa thôi chứ chả phải lăn tăn gì cả. Riêng Hà bên em bán thì chuẩn, cam kết chuẩn 100% luôn. Đây là cái khuôn mới không này, một khuôn mới nha. Đó. Ví dụ cái này cháy, cái khuôn cũ này nó cháy đây. Người ta thợ, người ta nhả ra, người ta đặt vào. Đặt vào. Hà thay đổi dây cái là xong. Mất độ 15 phút. Đấy. Thì cái giá thành thì rất rẻ, em bán có 500 nghìn một cặp thôi. Đấy. Đôi khi các bác đi cuốn hết 100-200 nghìn rồi mà không ra cái gì. Đấy. Bác nào mua liên hệ sớm với bên Tiến TV theo số điện thoại là 0948 388 448, xin nhắc lại là 0948 388 448. Tiến TV ở Thổ Tàng Vĩnh Tường Vĩnh Phúc. Vâng, các bác thấy video hay bấm cho Tiến TV một like và chia sẻ cho Tiến TV. Vâng, xin chào tất cả quý vị và quý bạn.